Tiền mới chào cô chú anh chị nhà mình nha. Là những video lặn biển tại đảo Phú Quý cùng với anh em nè. Hôm nay là đêm thứ ba tăng đầu tiên cùng anh em. Trước chảy này hải sản thưa thì một đêm riêng quay được 1-2 clip. Đêm nay là đêm thứ ba rồi. Cứ tối đến thì anh em mình sẽ tập trung ở phía trước này nè. Trên nước mình nhảy rồi nước nó chạy mình đi theo cái dòng nước á thì cho nó nhẹ nha. Thì mình dẫn tới tí xong là chạy xuống rồi đi theo cái dòng nước xuôi về. Mọi người có thắc mắc là đi dưới nước như thế này có sợ mè không? Thật sự mà nói mới đầu tiên lặn á, đi rất là sợ về ngập nước nha. Tại vì một mình đen thui dưới đại dương á, thì không có biết, với lại không có kinh nghiệm, rất chỉ là sợ. Nhưng mà đi quen một vài năm rồi thì nó cũng bình thường. Và đặc biệt để mà lặn nước sâu thì bắt buộc là phải biết xì tai và thả nước gương ra khỏi mặt nạ. Đó là cái cách mà bắt buộc để mà lặn biển. Đây nè, như lúc này thì em tiên xì tai 3 lần rồi. Mực nước mà 16m, 10 đến 18m thì tiên phải xì tai khoảng 5 lần. Còn lần thứ tư nè. Như vậy là tiên mới vừa xuống là bắt được một con cá bò lé. Anh em chưa kịp đáp đáy nữa, tiên đã đòi về thái rồi. Con này cũng khá là to nha. Bò lé thì bắt tay cũng rất là dễ dàng nè. Em tiên chụp phát là được ngay. Con này thì nướng muối ớt thơm và lon bia nhậu ta nói nhất cái nách. Thì nước hôm nay rất chi là chảy luôn. Tiên phải trụ lại như thế này. Đi một chập nữa thì tiên bắt gặp con hạ sâm gai. Giờ thì lượm về đi thôi chứ không có kéo cái vật xuống được. Hiện tại thì nước nó chảy. Loài tiên đi cũng khá là nặng cái dây này. Thôi thì còn thêm 60.000. Đây là nhum sò này, chuyến này thì anh em mình đi chủ yếu là bắt nhum sò. Một chuyến thì anh em mình đi đâu đó khoảng 600-700 con, rất là nhiều. Cái kinh trắng thì đi cái chuyến này không có thiếu cả nhà. Có nhiều chuyến thì đi không gặp, về nhiều chuyến thì đi bắt quét rồi. Như chuyến này thì anh em mình cũng có bắt rai dai. Cái này tươi, ăn rất là ngon. Đây là ốc vú nang, anh em mình gọi là ốc lứa. Thịt ăn rất là mềm. Con nhum sò thứ hai thứ ba đi rồi nè. Còn đây là con mèo biển, cứ đụng vô là nó xịt cái túi ra. Loại này thì ăn không được, ăn được thì còn rất là ít, bây giờ còn rất là nhiều. Tiền bắt cái con nhum sò này nha. Như vậy là được con nhum sò thứ hai. Đi tới cái chỗ này thì tiền bắt gặp một con cá đậm hiếp rất là đẻ luôn. Cá này thì có nhiều con nó khôn nó chạy, còn con này thì nó khờ, tiền dễ xâm này. Chà, còn cá gì ra cả nhà mình biết không? Thì cá này á, anh em mình gọi là cá mó nanh. Lý do thì cái mọt của nó á, nó có cái nanh nha. Cá này thì cũng giống như là những loại cá mó khác thôi cả nhà. Nhưng mà cá là một thì anh em mình sẽ bắt. Con này cũng khá là to, khoảng 700 gram. Là một thì lên nửa ký là được là 1, 62.000 trên 1 kg.
Đây là con hào hương này, thấy không? Hào hương thì đi khu vực rừng lớn này nó ít nha cả nhà. Để bắt hào hương thì tiên phải dùng cái đốc chĩa chọt và lấy một cái con hào hương như thế này thôi. Đây còn cái đậm mép nữa nè, con này khá là to luôn, khoảng 300-400 gram. Cái này thường thì thương lái mua sẽ phơi khô, ướp muối ớt. Wow, con ốc xét vuoi. Ốc xét này thường thì làm gỏi ăn rất là bén luôn nha. Cứ luộc xong lấy thịt ra rồi làm gỏi. À cha, em Trương được con ốc tabo khá là to luôn mọi người. Đây là con tabo, cái miệng cực kỳ đẹp luôn nè. Em Trương bỏ cái vực riêng cho nó khỏi mỉ cái miệng. Qua những thước phim này thì cả nhà mình cũng thấy được các cách mà anh em mình hoạt động ở dưới nước về săn bắt hải sản. Như là hôm nay thì anh em mình đi trúng cái chỗ mà có cái đỏ nách ở hay sao á, thì người bắt gặp mà con này nó khôn quá, nó chạy mất tiêu. À là con Nhâm, con này thì con thứ năm rồi. Có những con thì em Tiên không có quay nha, chứ con nào cũng quay thì nó rất là nhiều. Và những cái con mà bắt giống nhau thì em tự hạn chế. Cái kình rắn nè, nước chảy á, những cái con cá kình này nó hay nép vào sát những cái tảng đá để cho nước nó khỏi lôi đi. Không những cái kình rắn mà những cái con cá đỏ nách này cũng vậy nè, nó nép sát vào cái tảng đá luôn. Mấy cái này cũng dễ xâm lắm. Wow, con trình khá là to luôn. Đây là anh em gọi là trình dừa. Ôi trời, nó chạy vô cái tảng đá to này này. Để em tìm thử coi. Tiền không thể bắt cái con cá chèm luôn. Như vậy là sau một hồi tìm kiếm vòng tròn thì em Tiền không có phát hiện ra. Nó chạy mất tiêu rồi nha. Tiếc ghê. Còn cái mó vàng này thì em Tiền xăm trước đó rồi. Do nước chảy quá Tiền loay đi luôn. Sắp đầu chờ ôm nước Tiền mới tới để lấy này. Thêm một con cá nữa. Thôi rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Như vậy em Trương bắt được con bạch tuộc. Để ghê chưa. Tiếp tục là những con Nhum. Cô chú anh chị nhà mình đã từng ăn Nhum này chưa? Nếu có thì cho Tiền cảm nhận là món gì ngon. Theo Tiền thì món chéo và nướng. Chỗ này hai con cá luôn này. Em Tiền sẽ cố gắng xong được hai con. Thật sự là nước chảy tuy là đi hơi cực nhưng mà ké thì xong rất là dễ nha. Tại vì nó không có dám chạy đi, nó nép không à. Rất là dễ bắt luôn. Còn là Tiền xong rồi nó chạy đi, tự dưng chạy lại ánh đèn. Đi chiến này thì anh em mình bắt có dấu cái kình được vài khoảng 3-4 tẻ ké. Nói chung thì cũng khá là hài lòng. Một tăng thì anh em mình bắt được vài chục ký. Lúc này thì nước là chảy nè. Do anh em mình đi có cái sợi dây lặn á, nó đèn khó đi luôn. À chà, cái con dừa khá là to. Đây cũng như là cái con lươn trên sông, trên bờ này. Rồi Tiền xâm một phát không có được, nó chui vào con hang này. Như vậy chỗ này là cái chỗ hang của nó. Khi mà nó chui vào trong hang như này á là bắt không có được nha. Đây cũng là lý do mà em Tiên không có xâm. Xâm thì nó yếu và nó cũng không có sống, nhưng mà cũng không có lôi ra được. Cho nên thì em Tiên sẽ thả con này. Ở màn đế cơ Tiên bắt gặp một con mực lé. Vậy như vậy là Tiên cũng đã xâm được nó rồi. Mới có con mực lé này á, phải cho lanh tay nha, chứ không là nó thuộc vài cá là nó chạy mất cái tích à. Con này cũng khá là to luôn. Mực lé thì anh em mình hay làm món luộc dầu. Luộc dầu của anh em là như thế này. Đổ dầu nhiều hơn nước và thêm tí nước mắm, tí bột ngọt, tí hạt nêm và thêm tí đường, chút tỏi. Sắp đầu bắt lên, nấu cho nó sôi lên là ăn được cái món mực lé luộc dầu. Tiền nói nó đỉnh cực kỳ luôn. Đặc biệt là rất là tốn men nha. Nhậu với cái món này thì mau say lắm. Mực lé Tiền sẽ bỏ riêng cho nó tốt con mực. Nếu mà không ăn thì bán á, nó cũng dễ bán.
Tiền thì cũng có bán cho cô chú anh chị nhà mình loại mực lé này. Và qua chỗ này thì bắt gặp một con Ketigan. Nó ngủ này, ngủ như thế này đây. Nó nép sát rạn đá luôn. Với lại kế to em Tiên cũng rất chi là dễ xâm. Xâm một phát là được ngay. Con nào con nấy to chè bé lửa. Ăn hai con lại ngán luôn à. Chỗ này có toàn hai con ké, một con cái mó với là một con cái chàm. Còn cái mó này thì có vẻ là hơi nhỏ thôi, em Tiên bắt con cái chàm. Thật sự là con cái mó nó chạy mất tiêu à, Tiên bắt được một con cái chàm là thôi. Em Trương tóm gọn đường con mực nang cũng kiếm trăm mấy nghìn. Còn cái dì bông nè, lâu lắm rồi mới bắt gặp cái dì bông xong. Thôi rồi, tiếc ghê chưa, nó động cái nó chạy mất tích luôn. Đây là một em nhung sọ bò lên cái chóp núi này. Nhung sọ thật sự là nó bò lên như thế này á, phe đèn tới cái là sẽ thấy liền. Em Tiên sơ sơ thì cũng được hơn 10 con lợn cơ, kiếm 150.000 trong cái vợt này. Về đây là con thảm, quỳ thảm. Thật sự thì nó có những cái chú ké sống còn sinh rất chi là đẹp luôn. Đấy, mọi người có thấy không? Con này thì chủ yếu là làm cảnh nha, bỏ trong những cái hồ thủy sinh nuôi rất là đẹp. Màu đỏ thì được 2-3 triệu trên một con. Và như vậy là anh em mình tới giờ lên nè, ký hiệu chỉ lên trên là đi lên, hai ngón là 2 tiếng. Và anh em mình sẽ tập trung. Để về tập trung như thế này á, anh em mình sẽ giơ ký hiệu nháy đèn, anh em tập trung lại. Tiền nói em Trương bắt hải sản cực kỳ đỉnh luôn, một vật to trẻ bé. Rồi giờ thì cứ đua cái sợi dây đé lên. Mời mọi người xem thành quả tăng này thử anh em được nhiều hay ít nha. Có vẻ là khá là ổn đây. Đây là thành quả nhâm tăng này cho 6 anh em lần này. Giờ thật thấy 7 vợt, 8 vợt. Anh em mình chuyển nhâm về sau nha. Anh em đang có đóng cái ống. Trong này được vào con ốc tabo. Hai con. Ốc miền đẹp nhưng mà nó mỏng vỡ hết.
đây là cái kênh nha, còn rất là to luôn, khoảng 4 con ký. Đây là cái đỏ mép đỏ nách này, còn khá to. Để anh đem bỏ xuống hộp này. Màu sắc rất là rực rỡ luôn, nhiều là cái nó lẹ. Đợt này cái này rất là nhiều luôn, thấy được ché mấy chục nghìn một ký. Chắc bảo là đều có làm hải sâm để dành ăn, hải sâm lăng. Chào đồ ấy vì anh thảo thuộc Bắc ớn quá. Hải sâm này thảo thuộc Bắc anh cũng ngon. Đây là con hải sâm lăng này, làm sạch che nó như thế này đây, không biết giống cái gì nữa. Cho nó đầy vô tiên phong, học đầy đầy cũng được vài tệ nha, vài tệ kế để mình niêm phong học này luôn.